Thì Trung Ánh Dư xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một bài hát tiếng Trung. Đó là bài hát Ủa nhu xiáng nỉ lơ, có nghĩa là em lại nhớ anh rồi. Đây là một bài hát mà rất nhiều bạn đều biết tới. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện hát bài hát này nhé. Các bạn thân mến, sau đây mình sẽ hát mẫu trước một lần và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lời bài hát và cùng nhau luyện hát nhé. Các bạn cùng lắng nghe. 夜深了却还是睡不着，只想听到你的声音，对你最深的思念都变成了默不打扰，想问候却找不到借口，都说时间是最好解药。 对你最痛的心跳，没有停止一分一秒。我又想你了，真的想你了，寂寞的星空失去了颜色，就像你给我的回忆，同样桌边翻到失落。我又想你了。 Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vào luyện hát bài này. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lời bài hát. Các bạn sẽ thấy mỗi một câu sẽ bao gồm 4 dòng. Dòng thứ nhất là chữ Hán, dòng thứ hai là phiên âm của lời bài hát, dòng thứ ba là phiên âm bồi dành cho những bạn mà chưa biết cách phát âm cũng có thể học hát được, và cuối cùng là dịch nghĩa của lời bài hát này. Chúng ta cùng xem hai câu đầu tiên nhé. Yè shēn le qué hái shì shuì bù zhǎo, zhí xiǎng tīng dào nǐ de shēng yín. Câu đầu tiên, yè shēn le qué hái shì shuì bù zhǎo, có nghĩa là đêm đã khuya rồi mà vẫn không sao ngủ được. Trong đó có yè shēn có nghĩa là đêm khuya, shuì bù zhǎo có nghĩa là không ngủ được đấy. Zhí xiǎng tīng dào nǐ de shēng yín, chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh. Ở đây là xiǎng là muốn, shēng yín là âm thanh, và tīng dào nǐ de shēng yín có nghĩa là giọng nói của anh. Các bạn cùng nhau luyện hát hai câu này nhé. 夜深了，却还是睡不着，只想听到你的声音。 Các bạn cùng hát lại nhé. 夜深了，却还是睡不着，只想听到你的声音。 Câu tiếp theo, 对你最深的思念都变成了默不打扰。 Hai câu này là gì? Tùy nỉ chửi sân đã sư niên, có nghĩa là những nhớ nhung sâu đậm về anh. Ở đây các bạn sẽ thấy chửi sân là sâu đậm nhớ nhung nhất, sâu đậm nhất, còn sư niên có nghĩa là nhớ nhung. Và chửi sân đã sư niên chúng ta dịch là những nhớ nhung sâu đậm về anh. Tâu biển chống lơ mùa bùa tá rảo, có nghĩa là đều biến thành những im lặng không phiền muộn. Ở đây các bạn sẽ thấy biển chống có nghĩa là trở thành, biến thành. Mùa vô tá rảo chúng ta có thể dịch là những im lặng không phiền muộn. Chúng ta cùng nhau luyện hát hai câu này nhé. Tùy nì chơi sân tơ sư niên, tô biên chân lơ mùa vô tá rảo. Cùng hát lại nhé. Tùy nì chơi sân tơ sư niên, tô biên chân lơ mùa vô tá rảo. Mời các bạn cùng đến với hai câu tiếp theo. Xiǎng wěn hòu qué zhǎo bú dào jiè kǒu. Xiǎng wěn hòu qué zhǎo bú dào jiè kǒu, có nghĩa là muốn hỏi thăm nhưng lại không tìm được cớ. Trong đó có wěn hòu là hỏi thăm, jiè kǒu là viện cớ lý do, và zhǎo bú dào jiè kǒu có nghĩa là không tìm được cớ. Dòu shuō shí jiān shì zuì hǎo jiè yào. Đâu xua sứ chiên sự duy hóng chỉa nhỏ, có nghĩa là gì? Đều ai cũng nói thời gian là liều thuốc giải tốt nhất. Sứ chiên đây có nghĩa là thời gian, và chỉa nhỏ là liều thuốc giải, và duy hóng chỉa nhỏ có nghĩa là liều thuốc giải tốt nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau hát hai câu này. Xiềng vân hâu chưa cho bu tao chia khâu,
都说时间是最好解药。các bạn hát lại nhé. 想问候却找不到借口，都说时间是最好解药。还有câu tiếp theo， 对你最痛的心跳，对你最痛的心跳。Có nghĩa là vậy mà con tim vì anh mà đau đớn. Trong đó, xin theo tức là con tim đập đấy. Chửi thông tức là đau đớn. Mấy dầu thiến trừ y phân y mẻo. Mấy dầu thiến trừ y phân y mẻo. Câu này là gì? Từng phút từng giây vẫn không ngừng đập. Ở đây các bạn sẽ thấy y phân y mẻo có nghĩa là từng phút từng giây. Thiến trừ có nghĩa là dừng lại. Và ở đây chúng ta sẽ dịch là không ngừng đập. Các bạn cùng hát hai câu này nhé. 对你最痛的心跳，没有停止一分一秒。哈喇呢？对你最痛的心跳，没有停止一分一秒。Trước khi vào các câu tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau luyện lại một số câu mà chúng ta vừa học xong. Các bạn cùng hát nhé. 夜深了，却还是睡不着，只想听到你的声音。对你最深的思念，都变成了默不打扰。想问候，却找不到借口，都说时间是最好解药。对你最痛的心跳，没有停止一分一秒。Các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục vào đoạn điệp khúc của bài hát này. Ở đoạn này thì là chúng ta hát với tông rất là cao, tông giọng rất là cao và mình cũng rất là cố gắng mới hát được. Các bạn hãy cùng thử xem nhé. Chúng ta sẽ luyện tìm hiểu hai câu đầu tiên đã. 我又想你了，真的想你了。Ủa yêu xiáng nỉ lơ có nghĩa là em lại nhớ anh rồi, trong đó có xiáng ở đây có nghĩa là nhớ đấy. Chân tợ xiáng nỉ lơ, thật sự nhớ anh rồi. Chân tợ ở đây có nghĩa là thật sự, xiáng nỉ lơ là nhớ anh rồi. Chúng ta hát câu này nhá, hai câu này vẫn còn đang ở tông thấp. Ủa yêu xiáng nỉ lơ, chân tợ xiáng nỉ lơ. Hát lại nhá. Ủa yêu xiáng nỉ lơ, chân tợ xiáng nỉ lơ. Rồi, với hai câu tiếp theo, đây là hai câu rất là cao trong bài hát. Chúng ta cùng luyện đọc đã. Chị mùa tờ xin khung sư chữ lơ yến sửa. Chị mùa tờ xin khung sư chữ lơ yến sửa. Có nghĩa là bầu trời sao cô đơn mất đi sắc màu. Chị mùa ở đây có nghĩa là cô đơn, xin khung là bầu trời sao. Sư chữ là mất đi và yến sửa là màu sắc, sắc màu. Chịu xiang nỉ cấy ủa tờ khuấy y. Chiều xiang nỉ cấy ủa tợ khuấy y có nghĩa là giống như những hồi ức anh từng trao cho em. Trong đó có từ xiang là giống, nỉ cấy ủa là trao cho em đấy, còn khuấy y là hồi ức. Các bạn cùng hát nhá, đoạn này chúng ta dạy lên tông giọng tương đối cao. Chỉ mùa tờ xin không sư chê la yên sơ. Chiều xiang nỉ cấy ủa tợ khuấy y. Chúng ta cùng hát lại nhé. Chỉ mùa tờ xin không sơ chê la yên sơ. Chào xiang ni cây hoa tớ khuây y. Hai câu tiếp theo. Thú ya chua pin phân tờ sư lộ. Thú ya chua pin phân tờ sư lộ có nghĩa là nét vẽ rực rỡ này đã mất đi đâu. Thú ya ở đây có nghĩa là nét vẽ đấy. Pin phân là rực rỡ, sắc nét. Sư lụa có nghĩa là mất đi. Ủa yêu xiáng nỉ lơ, chân tợ xiáng nỉ lơ. Hai câu này chúng ta đã học rồi. Em lại nhớ anh rồi, thật sự rất nhớ anh. Chúng ta cùng hát lại nhé. Thu ya chua bin phân tờ sư lụa. Ủa yêu xiáng nỉ lơ, chân tợ xiáng nỉ lơ. Hai câu này khá là dễ hát đúng không? Các bạn hát lại nhé. Thu ya chua bin phân tờ sư lụa. Ủa yêu xiáng nỉ lơ. Chân tớ xiang nỉ lơ. Câu tiếp theo, an chinh tớ hu si mấy yếu lơ chô lộ. An chinh tớ hu si mấy yếu lơ chô lộ có nghĩa là gì? Hơi thở lặng lẽ đã không còn vết tích. An chinh có nghĩa là yên tĩnh, an tĩnh, lặng lẽ. Hu
xi là hơi thở. Và chua lỏ ở đây có nghĩa là vết tích, tăm tích. Câu tiếp theo, yáo yuán de yung bào tài chỉ liao. Yáo yuán de yung bào tài chỉ liao có nghĩa là gì? Cái ôm xa cách thật quá trống trải. Ở đây các bạn sẽ thấy yung yuán de yung bào có nghĩa là cái ôm xa cách. Trong đó yung bào là cái ôm, còn yáo yuán là xa xôi. Chỉ liao chúng ta có thể dịch là trống trải hoặc cô đơn. Wǒ yào de yǒng yuán nǐ zuò bú dào. Wǒ yào de yǒng yuán nǐ zuò bú dào có nghĩa là điều em muốn thì vĩnh viễn anh không làm được. Trong đó các bạn sẽ thấy là wǒ yào de có nghĩa là điều em muốn, yǒng yuán là vĩnh viễn và zuò bú dào là không làm được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hát lại các câu cuối này. Chúng ta hát luôn từ đây đi. Cho nó dễ hát. Các bạn cùng hát nhá. Thu ya zhuò bìn fēn de shì luò. 我又想你了，真的想你了，安静的呼吸没有了错落，遥远的拥抱太寂寥，我要的永远你做不到。从那公喊来，看公来，涂鸦桌边翻的失落，我又想你了。 真的想你了，安静的呼吸没有了着落，遥远的拥抱太寂寥，我要的永远你做不到。 Các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu xong lời bài hát và đã luyện hát thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát lại một lần nữa nhé. Các bạn cùng hát theo mình nào. 夜深了却还是睡不着，只想听到你的声音。对你最深的思念都变成了默不打扰，想问候却找不到借口，都说时间是最好解药。 对你最痛的心跳，没有停止一分一秒。我又想你了，真的想你了，寂寞的星空失去了颜色，就像你给我的回忆，涂鸦桌边翻的失落。 我又想你了，真的想你了，安静的呼吸没有了着落，遥远的拥抱太寂寥，我要的永远你做不到。Các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau luyện hát xong bài hát Em lại nhớ anh rồi của Dâu Sáng Nỉ Lơ. Các bạn thấy bài hát này là một bài hát rất là hay đúng không? Nhưng mà tương đối khó hát vì chúng ta có đoạn điệp khúc hát rất là cao. Mình cũng rất là cố gắng mới có thể hát được đến vậy. Và các bạn hãy thử sức xem mình có thể hát được hay hơn không nhé. Và nếu như các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy đừng quên like và ấn nút theo dõi kênh của Tiếng Trung Ánh Dương để chúng ta có thể đón xem được nhiều bài học hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Chê chiên!